Ngày 5 tháng 11, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Vinh, Nghệ An đã khởi tố vụ án. Khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với Hoàng Khắc Hiếu, 27 tuổi. Trú phường Quang Trung, thành phố Vinh để điều tra về tội giết người và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Đồng thời, trong vụ án này, công an thành phố Vinh cũng khởi tố bị can đối với Lê Ngọc Anh, Lê Trọng Đức, Nguyễn Gia Định, Phạm Đức Nghĩa để điều tra về tội gây rối trật tự công cộng. Riêng Ngọc Anh bị tạm giam 3 tháng, còn Đức, Định, Nghĩa bị cấm đi khỏi nơi cư trú. Như đã đưa tin, chiều tối 20/10, Định gọi điện thoại mời bạn là Ngọc Anh đến nhà hàng hải sản CD ở thành phố Vinh để nhậu. Nhóm của Hiếu cầm ghế đuổi đánh Định. Tại quán, Định và Hiếu xảy ra mâu thuẫn. Ngọc Anh chứng kiến Định bị Hiếu bắn nên cầm lao vào can ngăn. Khi đuổi đánh lại Hiếu thì Ngọc Anh cũng bị người này bắn vào vai. Dù vậy, Ngọc Anh vẫn tước được khẩu súng của Hiếu, buộc người này chạy trốn vào nhà vệ sinh, gọi cho người thân đến đón. Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Hiếu bắt xe ra Hà Nội lẩn trốn. Sau một tuần, được vận động nên Hiếu đến Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an, đầu thú. Hiếu khai nhận khẩu súng dùng gây án là Hiếu nhặt được trên đường ở thành phố Vinh khi đi tập thể dục buổi sáng. Công an đã trưng cầu giám định, khẩu súng ngắn mà Hiếu dùng bắn hai người là loại súng quân dụng. Hiếu giữ trong người để phòng thân.